thì vết thương nó cũng sẽ tốt và chúng nó sẽ lành nhanh. Huyết, phần huyết còn kém thì vết thương chảy mủ, nước vàng nhiều và lâu liền miệng. À, những vết thương nào mà lâu liền miệng, lâu lành, chảy mủ nhiều, chảy nước vàng nhiều thì là sao? Thường là huyết kém. Chính vì thế, chính vì yếu tố này này, của hải thương của chúng ta đã một câu kinh nghiệm, dù là chữa bệnh ngoài ra thì cũng phải xem khí huyết của mình như nào, mà thêm thuốc về khí huyết nữa thì những bệnh đó nó mới triệt để được, khỏi nhanh được. Tức là ngay từ cái thế kỷ thứ 18 cũng đã có cái rất sáng suốt như thế rồi, giống Tây Y bây giờ phải nâng cao thì nâng cao sức đề kháng, không phải là chỉ dùng kháng sinh đâu để diệt vi khuẩn đâu, không chỉ là vệ sinh vết thương đâu bằng các thuốc diệt khuẩn của Tây Y đâu, mà gì Tây Y cũng có gì nâng cao sức đề kháng. Khi sức đề kháng mà tốt rồi thì các bệnh về ngoại khoa phần mềm, các bệnh ngoại khoa nó mới nhanh liền được, nhanh khỏi được. Về tỳ khỏe thì vết thương chóng lành, ít chảy máu và mủ dễ thoát. Tỳ chủ cơ nhục, vết thương thường thường là cơ nhục. Tỳ khỏe thì tự nhiên là các cái vết thương đấy nó nhanh lành, dễ thoát mổ, ít chảy máu. Đặc can chủ cân, can mà tốt thì vết thương mau lành, không ảnh hưởng đến khả năng vận động. Tâm mà khỏe thì người bệnh ngủ tốt, có nghị lực, luyện tập, ít di chứng. Cái này chỉ là hỗ trợ thôi, vì tâm nó chủ huyết mạch. Khi mà cái huyết mạch mà lưu thông rồi thì các cái vết thương nó cũng nhanh lành hơn. Chính vì thế mà anh chị nào mà để ý tinh ý, nghe thì cái thằng hoạt huyết nhất nhất nó hay quảng cáo ra rả TV ấy, bảo là gì dùng cái thuốc hoạt huyết nhất.